Đây mọi người, đây là con thần cu lý, cũng đi câu tôm nha mọi người. Con khai à? Con khai à tôm. Con khai tại con nhóc bên kia không? À. Cho câu đúng không? Cho câu mà nấp dưới à? Phải không? Quăng không tới, đừng quăng tới bển mang chứ. Yeah, câu nấp kìa. Đây mát. Ngoài đó nắng chết chưa ngon vậy. Con ta câu quả nụ quả gì đó. Này em câu phao nó ăn dữ lắm. Không. Câu phao á. Cái ao này chưa vét mà. Rồi. Cái gọi cá còn dữ rồi. Cá rẻ quá luôn á. Tào lao. Bớt xạo. Ta câu bởi nồi nồi thấy không? Lỗ hai người thấy không? Câu như con giải. Em thả gần bờ nó ăn rồi đi. Thả gần bờ thôi. Công mới dính hả? Đó, đó. Ghê dính rồi mọi người. Dính không? Ghê dính rồi mọi người. Cu lý câu tôm thấy ghê quá. Đâu có cái xô đó luôn à. Nãy vô. Xiết nó. Mấy cái con này mà. Xiết nó. Lại nó. Cãi bà nó, chiếc nó. Ghê con này bự à. Câu công khai gì đó con tạm. Thấy nhà tao. Ừ rồi mệt quá bắt cá đi. Chiếc nó. Nó có chạy ra nổi đâu chiếc nó. Ừ. Sốc nó. Thấy cái con mượn không dám chơi. Chơi đi cây cừng đặc mà gãi gì? Chết luôn. Cái đó cây cừng đặc không nổi. Nổi dây thôi. Trời ơi con cá có nửa kilo mà mơ siết đi. Siết rồi hai tay không nổi, nên nổi thôi chứ. Em phải nhóm lên. Nhóm lên quay hu dây vô nội, con cá này nó đâu có chạy đâu. Rút xuống nữa, rút xuống. Rút dây nữa. Rồi dở lên. Ghê. Dữ dằn. Nó không tộm mới ghê chứ. Câu cái ao múc ngoài á. Ờ. Không giật nhả luôn đi. Em múc mồi cứng quá. Không anh vay em à. Anh bật máy lên là nó đi mất tiêu rồi. Đỡ có gì người ta bắt mình em thôi. Nó. Rồi tổ ghê. Lý câu cái ghê ông ơi. Chính không? Xong cái nữa. Rồi. Đó bắt cá nè. Đó. Bây giờ câu tạm bắt cá đâu dám đứng đâu ngồi không à. Ghê, lý câu ấy ghê ông ơi. Ừ, cá có nửa kilo. Xiết nó. Ghê. Cá câu dùng một đống bờ vậy luôn hả đi. Ở trong đâu mà dẹp. Ghê, lý con lý tạm mới ghê chứ. Lý là đồ ăn tạm chuyên nghiệp luôn rồi. Thôi về cho con nha Lý. Thôi về cho con nha. Ok, cũng cứ ngồi dưới bắt hết nè. Bắt người hay bắt cá? Bắt người á. Cá hụt. Gì? Này là ăn đồm công khai ha Ly? Ăn đồm công khai. Ăn đồm mà công khai luôn à.
ha. Hết thở tới đi vô nhà luôn kìa. Câu vô bỏ luôn trời ạ. Nó thấy con câu người ta không? Thằng con nó. Câu nó để anh ơi. Làm gì để nó được. Không được. Nãy giờ không vô cái đó. Vô nãy giờ không thấy. Kì dính rồi. Bóp màu cứng quá chi, bóp màu mềm là lắm. Đó. Đó. Ôi, rồi xong. Thế nào? Dạ nó gì chưa? Khi mà câu chứ không dính. Sao vậy mà câu không dính? Dễ quá. Rồi cứng ngắt. Rồi giống đâu. Dính này, dính này. Nói không cần có dịch. Hả? Không nổi rồi. Giữ cái dính này, dính đi. Dính rồi. Không, nó dính rồi. Búp, em búp còn mồi mềm đã dính liền ha. Cái con này cũng được á nha. Búp một cứng đâu có dính. Búp mồi mềm mà dính liền. Con này cho nửa ký luôn á. Ghê vậy? Bự thì ghê vậy. Búp dằn một chút. Trời ơi. Nè, múa lửa, múa lửa. Câu yếu mà múa lửa. Đổ lên. Dí à. Chửi tao mà. Chửi quá trời, chửi đụi má. Còn lộn như giờ. Cái hồi nó bó con nó cũng bán ngoan. Cái gì này vô câu gì vậy? Thời động dưới kìa. Để mày thấy ra. Không chưa. Chưa. Nhẹ nhẹo thôi. Nữa. Thôi thiếu. Căng căng căng. Dưới nó kinh hụt. Rồi nhả luôn rồi. Rồi ủng nó nhả rồi. Để chút nó nhả rồi. Đó, đó, dính này, dính này, dính này. Dính này, dính này. Dính này. Dính này, giờ cái dính này, dính này. Thấy chưa? Ủa, đó, đó. Thôi ơi, ông mồi ta tồn vậy chứ. Ghê quá, mồi ghê quá. Chiếc nó, dỗ nó một cái cho nó sóc vô. Rồi. Xong rồi đó. Cái gần nặng thấy ghê luôn đó. 3 kg rồi. Đó luôn. Nửa ký luôn. Cháu nó nổi không? Nổi. Hâu xuống, hâu gần xuống. Rồi em nhóm cái đầu nó lên là nó hết chạy à. Tăng cá con nè. Gì? Ừ, nhóm cái đầu lên đừng cho nó cắm đầu xuống là nó không có chạy được. Xiết vô, xiết vô. Chỗ nó một cái nữa. Rồi. Rồi được rồi. Chỗ một cái là được rồi. Bự rồi, con này bự rồi. Hả?
tiếng tạm có tiếng luôn mọi người. Tạm công khai rồi. Rồi dở cái đầu nó lên như đó, thâu dây xuống. Thâu dây mà đựng hạ cần. Rồi đúng rồi. Thâu miếng nữa dở lên. Rồi. Đó. Vỗ một cái nữa. Rồi. Cần tươi dây hết trơn. Cái đầu bu trong nó bể xuống. Đi chạy vô xe xe. Căng như điện. Đi cầu ghê. Đi cầu ghê. Nó có bự không? Cam điện, cam điện. Nó căng ghê. Đấm. 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 Rồi, rồi. Nó lên mặt luôn. Nó. Rồi. Nó bắt cá mắc mệt giống luôn á. Hết mồi rồi đi rồi. Hết mồi kéo ơi. Hay là hết mồi rồi. Trời quăng tầm 7 không nổi.